Xin kính chào tất cả mọi người, cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh Đồ Nhật Thanh Huyền. Hôm nay Đồ Nhật Thanh Huyền xin được giới thiệu tới mọi người một cái con nồi cơm gọi là của cái dòng là vua đầu bếp Joji Rushi nha các bác. Mã là NB10 đây là dòng 1 lít nha các bác. Và các bác nhìn này, ở trên này chúng ta nhìn thấy rõ một cái chữ đó, chữ AI hay là AI đó. Đây là dòng cao tần, áp suất và có trí tuệ nhân tạo nha các bác. Trí tuệ nhân tạo AI. Đây là cái dòng rất là được lòng của những các tín đồ nồi cơm Nhật. Bên ngoài thì shop đã dán dịch tiếng Việt hết rồi này. Nồi đã được cắm vào điện 100V. Cắm vào điện 100V và phải cắm qua một cái đổi nguồn. Với cái dòng nồi này thì chỉ cần cắm qua đổi nguồn 15A là đủ nha các bác. 15A trở lên. Nếu mà dưới 15A là cơm sẽ không chín nha các bác. Các bác lưu ý một điều này giúp shop: không cắm trực tiếp điện 220V. Xin nhấn mạnh không cắm trực tiếp điện 220V. Vì đây là nồi nội địa Nhật, chỉ cắm vào điện 100V hoặc là 110V mà thôi. 120V nó cũng không chạy đâu nha các bác, mà vẫn đến là cái việc cháy nồi đó. Nếu các bác lưu ý giúp shop 100V hoặc là 110V. Bên trong thì rất là đẹp rồi, và shop đã đổ nước. Để bây giờ sẽ là hướng dẫn các bác sử dụng cái con nồi này như thế nào. Ok, các bác nhìn này, nồi vừa cắm vào điện 100V mà cái đồng hồ này nó nhấp nháy. Tí chúng ta sẽ lấy lại giờ nhé. Nó đang mặc định là chế độ gì? Nấy chế độ nấu chín kỹ nha các bác. Và shop thì đã có dịch tiếng Việt tất tần tật các chữ ra đây rồi. Dòng nồi này thì rất là đơn giản thôi, chúng ta ấn nút nấu luôn thì là chế độ nấu chín kỹ. Đây là cái chế độ mà là nấu cơm lâu nhất đấy ạ. Hoặc là có thể nấu cơm cháy khác cũng có. Là chúng ta tắt đi này. Sau khi là ấn nút nấu thì sẽ có tiếng ù do quạt gió kêu vào và máy bên trong hoạt động. Các bác nhìn thấy có màu đỏ của chữ ấn nút nấu này. Tức là nồi đang hoạt động nha các bác. Đó, và chúng ta tắt đi này. Tắt đi là chúng ta sẽ ấn menu để chọn các chế độ menu khác nữa. Vì ngoài cái chế độ này ra thì nồi còn có rất nhiều, khi chúng ta ấn menu các bác thấy không ạ? Ấn menu nó hiển thị tất tần tật các chế độ nấu của nồi. Nhấp nháy đến đâu tức là nồi sẽ nấu ở chế độ đó. Nếu như chúng ta ấn nút nấu, ok, ấn một lần nữa sẽ là gì? Sẽ là chế độ nấu nhanh của gạo trắng nha các bác. Đây cái nút gạo không vo này. Đó. Nấu chín này. Nấu cơm sushi hay là nấu xôi này, cháo, gạo lứt, gạo nâu, nấu tiết kiệm hơi nước này, nấu cơm cháy ở chế độ nấu thường. Đó, shop có ghi rõ là cơm cháy thường, hoặc là có thể là nấu cơm cháy ở chế độ nấu chín kỹ. Đó, nó có hai chế độ cơm cháy nha các bác. Đó, cái nồi này, cái dòng VIP AI thì bắt đầu có sẽ nấu được cơm cháy hay làm bánh gato đó. Và chúng ta sẽ về mặc định, ví dụ đây là chế độ nấu thường này, giữa nấu thường và nấu cơm dẻo. Cơm dẻo đây, các bác nào mà thích ăn dẻo một xíu thì chúng ta nên chọn cái chế độ này. Nhà shop thì hay chọn cái chế độ nấu cơm dẻo này thì ăn nó sẽ dẻo hơn, nó dễ nuốt hơn. Nó cũng ngọt cơm lắm các bác ạ, cũng rất là ngọt cơm, rất là dền cơm nha, chứ không quá là dẻo nhớt đâu nha, trừ phi các bác cho quá nhiều nước. Ngoài cái chế độ cơm dẻo này ra lại còn các chế độ gì? Đây là cái chế độ cơm rời. Bác nào mà thích ăn cơm khô một xíu hay là rời rạc ra một xíu thì chúng ta sẽ dùng cái chế độ cơm rời này nha. Đó, và chúng ta chỉ việc là ấn nút nấu thôi thì nồi đấy sẽ hoạt động luôn. Nghe cái tiếng nhạc này là nhiều bác sẽ biết ngay đây là nồi Joji Rushi hay còn gọi là nồi con voi. Vì chỉ có cái dòng Joji Rushi này thì nó mới có tiếng nhạc như thế thôi các bác ạ. Chứ các dòng khác nó không có cái nhạc như thế này luôn. Mỗi khi bắt đầu nấu hay làm chuyển sang chế độ ủ là nồi sẽ cất tiếng nhạc lên để báo hiệu cho người dùng biết là nồi như thế nào đó. Chúng ta nghe tiếng nhạc có thể đoán được, đúng là nghe nhạc đoán chương trình luôn đấy các bác ạ. Đó, và tắt đi này. Ngoài ra thì nồi còn có cả cái chế độ gọi là chế độ ủ. Bác nào ở nhà có cơm nguội thì chúng ta có thể dùng cái chế độ ủ này, cho cơm nguội vào và ủ. Đây có hai loại ủ, ủ ở nhiệt độ cao và ủ ở nhiệt độ thấp. Đó, chúng ta có thể là tắt đi. Đấy, rất là đơn giản đúng không ạ? Và tiếp theo chúng ta sẽ đến cái gì nhỉ? À, đây cái chế độ gạo không vo. Việt Nam mình tôi nghĩ là nhiều bác sẽ không nghĩ tới là tại sao lại sinh ra cái kiểu loại mà gạo không vo. Nhưng thú thật với các bác là bên Nhật có cái kiểu đấy. Họ
gạo của họ sạch ấy, họ không cần vo, họ để nguyên như thế và họ cho vào nồi và đổ nước vào thôi. Như thế là nó sẽ giữ được tất tần tật các vitamin của hạt gạo đó. Nhưng mà Việt Nam mình thì vẫn có thói quen là dùng gạo trắng có vo nha các bác. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở bên tay phải màn hình của chúng ta có những cái chế độ gì. Đây là về thời gian nha các bác. Đấy, như shop đã dịch ra này. Tức là giờ, ví dụ như bây giờ chúng ta muốn chỉnh lại giờ. Ok, các bác nhìn này, bây giờ là 17 giờ 45 phút. Chúng ta giữ cái này đi. Ấn và giữ để cho nó tự chạy. Giữ cái này thì nó sẽ chạy mỗi lần là 10 phút nha các bác. Cho đến 17 giờ. Bốn sáu đi, ok. Và chúng ta sẽ ấn menu. Đó, thì nồi đã hiển thị hết lên rồi nha các bác. Hiển thị hết ở đây. Giờ là 17 giờ 46 phút. Sau khi đã chỉnh được về giờ của Việt Nam mình thì chúng ta sẽ làm được cái gì? Chúng ta sẽ sử dụng được cái chế độ hẹn giờ nha các bác. Xin lưu ý với các bác là để dùng được chế độ hẹn giờ này, chúng ta phải chỉnh cho đồng hồ của nồi cơm về đúng chuẩn giờ của Việt Nam mình. Vì tại sao? Vì hẹn giờ này là hẹn giờ cơm sẽ chín. Cơm sẽ chín. Ví dụ như bây giờ là 17 giờ 46 phút là chúng ta muốn ăn cơm vào lúc 20 giờ 10 phút chẳng hạn. 20 giờ 10 phút thì chúng ta sẽ ấn nút hẹn giờ này. Đây hẹn giờ 1 này. Hẹn giờ 2 là vào buổi chiều và chúng ta sẽ tăng cái này lên. Tăng lên thành 20 giờ đi. Ok, 20 giờ 10 phút và chúng ta ấn nút nấu. Ok. Đã xong các bác ơi, chúng ta đã dùng được cái chế độ hẹn giờ rồi. Nhìn đây chúng ta sẽ biết rằng là con nồi này đang nấu ở chế độ hẹn giờ. Các bác nhớ nhá, sau khi ấn nút hẹn giờ, chỉnh giờ, chỉnh cái giờ thành cái giờ mà chúng ta muốn có cơm ăn ấy. Và phải nhớ là ấn nút nấu nha các bác. Nhiều bác là chỉ ấn nút hẹn giờ, chỉnh giờ xong quên luôn cái nút nấu này. Thế là thôi xong, cứ nghĩ là nồi đang nấu ở chế độ nấu hẹn giờ, nhưng mà thật ra nó chưa có nấu ở chế độ hẹn giờ đâu các bác. Nên là chúng ta phải nhớ đây. Đó. Và nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy được cái thông tin gì. Thứ nhất là nồi đang được nấu ở chế độ hẹn giờ. Thứ hai là nồi sẽ cơm có cơm chín vào lúc 20 giờ 10 phút, tức là 8 giờ tối nha các bác. Đó, rất là đơn giản, dễ dàng sử dụng đúng không ạ? Bác nào mà không nhớ thì có thể nhìn chữ. Shop đã dịch tất tần tật các chữ tiếng Nhật ra trên cái bảng tờ giấy này rồi. Các bác cứ yên tâm, mọi con nồi cơm được xuất ra khỏi shop đồ Nhật Thanh Huyền trước khi xuất đi thì sẽ được hướng dẫn tất tần tật các chế độ trên nồi, kiểm tra hoạt động tốt tất cả các chức năng, cũng như là đi kèm một cái tờ dịch tiếng Việt như thế này nha các bác. Dịch tiếng Việt tất tần tật các chế độ luôn. Nên là các bác cứ yên tâm, shop sẽ hỗ trợ các bác trọn đời luôn trong quá trình các bác sử dụng nồi. Nếu có vấn đề gì xảy ra, xin cứ liên hệ với shop theo số điện thoại 0936811346 hoặc 0901218555. Đồ Nhật Thanh Huyền thì có bán hàng trực tiếp tại địa chỉ số 9 ngõ 114 đường Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Hoặc các bác có thể là liên hệ qua số điện thoại hotline, Zalo, Shopee đều có hết nha. Cảm ơn các bác đã xem video mà shop đã đăng lên. Nếu thấy video này thấy hay, hữu ích thì xin các bác một like và ấn nút đăng ký ở phía dưới nha các bác, để shop càng có động lực hơn để chia sẻ với các bác về nồi cơm Nhật cũng như là tất cả các đồ gia dụng Nhật. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của shop.